Chào quý vị và các bạn, tôi là Thanh Hiền. Hiện tại tôi đang chuẩn bị có mặt trên chuyến xe chở đoàn nghệ sĩ Hà Nội đến với mảnh đất Tiền Hải Thái Bình. Một chuyến đi mang nghệ thuật và những trái tim đồng cảm đến với những số phận hoàn cảnh éo le. Những con bò sẽ được trao cho những hộ gia đình nghèo và một đêm nhạc đầy ý nghĩa để gây quỹ từ thiện. Vâng, thưa quý vị, chúng ta có thể nhìn thấy sự góp mặt của rất nhiều những nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng và toàn bộ số tiền thu được từ đêm nhạc sẽ được trao tặng cho Hội Chữ Thập Đỏ huyện Tiền Hải. Bây giờ chuyến xe của chúng tôi đã bắt đầu lăn bánh rồi. Chúng ta sẽ cùng đồng hành với chuyến từ thiện này nhé. Chào chị. Hiện tại thì chúng ta đang có mặt trên chuyến xe để về huyện Tiền Hải biểu diễn đêm nhạc từ thiện. Thì chị có thể cho khán giả truyền hình biết là cảm xúc của chị lúc này như thế nào? Chắc chắn là mình chưa cảm thấy rất là vui, hạnh phúc cũng như rất là may mắn cùng các anh chị em nghệ sĩ và các anh chị em trong ekip nữa tham gia chương trình này, đem cái niềm vui và những món quà tinh thần, những món quà rất là ý nghĩa đến bà con Tiền Hải. Vâng, vậy thì chị đã chuẩn bị một món quà nào để mang đến với người dân Tiền Hải tối hôm nay? Chắc chắn là ca sĩ thì phải mang đến những tiết mục âm nhạc rồi. Minh Chuyên và mọi người cũng hy vọng rằng tối nay bằng những cái ca khúc mà Minh Chuyên cũng như là các anh chị em nghệ sĩ tham gia chương trình đóng góp thì cũng sẽ kêu gọi được mọi người, những người tham gia chương trình bớt một chút gì đấy để cho ủng hộ những người có hoàn cảnh khó khăn hơn. Tâm trạng của Dũng dạo này rất là vui, đang rất là háo hức được đem được tiếng hát trường mình của mình để cống hiến cho bà con Tiền Hải Thái Bình trong một chương trình rất là có ý nghĩa ngày hôm nay. Đây chính là lần thứ hai Tú may mắn được về với Tiền Hải, và một cái chương trình nữa cũng từ năm ngoái và năm nay lại được kết nối để về với bà con Tiền Hải để có những cái món quà ý nghĩa dành tặng cho những bà con gặp khó khăn ở đây. Và trong chương trình buổi tối ngày hôm nay thì Tú cũng sẽ gửi tặng đến những người dân, những khán giả yêu mến của Tiền Hải hai ca khúc. Cái ca khúc đầu tiên thì chắc chắn cũng là một cái ca khúc mà nói lên những tình cảm của những người con dành với những người cha, người mẹ của mình. Và bên cạnh đó sẽ là một cái bài hát khá vui tươi hơn, sôi động hơn, như một cái lời nhắn nhủ với tất cả những người dân Tiền Hải rằng là dù khó khăn hay là dù vất vả như thế nào thì vẫn luôn luôn nắm chặt tay nhau để vượt qua mọi khó khăn, để có thể là vươn lên những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Đến nơi rồi các bạn ạ. Thời tiết hôm nay rất chiều lòng người và chắc hẳn chúng ta sẽ có những hoạt động rất thú vị trong ngày hôm nay. Bây giờ hãy cùng theo chân chúng tôi nhé. Chúng tôi xin thay mặt cho bệnh nhân ở đây xin cảm ơn tất cả phái đoàn đã về từ thiện với bệnh nhân chúng tôi tại bệnh viện. Chúng tôi nằm tại bệnh viện Tiền Hải thì sự giúp đỡ của ban giám đốc cũng như là khoa trong những ngày chúng tôi nằm trên giường bệnh. Hôm nay Kỳ Duyên đến đây cùng với tất cả các anh chị em nghệ sĩ thì có những món quà nhỏ là những số tiền mặc dù là không lớn nhưng mà Kỳ Duyên mong muốn là với số tiền này khi mà gửi đến tất cả các bệnh nhân thì mong muốn một cái phần nào đó có thể giúp đỡ cho những khoản chi phí mà các bệnh nhân đang hàng ngày phải chi trả. Và Kỳ Duyên mong rằng là tất cả bệnh nhân ở đây thì ngày càng có một sức khỏe tốt hơn và ngày càng sẽ thật là mạnh mẽ để có thể sao mà chống chọi với những bệnh tật khó khăn này. Thank you.
Tôi nghĩ rằng cái chương trình này nó rất nhân văn, nó giúp cho người bệnh có thêm được cái nguồn để mà chữa trị bệnh thật. Và chúng tôi, những người nghệ sĩ, dù là đóng góp một phần rất nhỏ thôi bằng tiếng hát của mình để giúp cho người bệnh có thêm cái tinh thần và nghị lực để vượt qua cái bệnh tật của mình. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay chúng tôi đang có mặt tại Trung tâm Văn hóa huyện Tiền Hải, không gian biểu diễn nghệ thuật dành cho người dân Tiền Hải. Hiện nay thì công tác chuẩn bị đã sẵn sàng và người dân Tiền Hải đang nhanh chóng tìm cho mình một chỗ ngồi ở phía trong khu vực sân khấu. Chúng tôi đang có mặt tại khu vực hậu trường phía bên trong sân khấu. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đi sâu vào bên trong để xem các nghệ sĩ, ca sĩ đang chuẩn bị những gì cho đêm biểu diễn hôm nay nhé. Chào chị ạ. Chị đã chuẩn bị những gì cho đêm diễn ngày hôm nay? Thực ra Hoài Xuân đã tham gia rất nhiều chương trình từ thiện, nhưng mà mỗi lần cứ lên sân khấu diễn một cái chương trình từ thiện nào đó, Hoài Xuân đều cảm thấy rất xúc động và cảm thấy đây là một vinh dự rất là lớn. Hoài Xuân muốn chia sẻ từ cả tấm lòng, trái tim của mình, muốn mang tiếng đàn đến với khán giả và hy vọng được gây được thật nhiều quỹ cho bà con ở đây. Vâng, xin cảm ơn chị. Vâng, thưa quý vị, Thanh Hiền đang thấy là ca sĩ Bảo Trâm Idol đang trang điểm. Chúng ta sẽ cùng trò chuyện với Bảo Trâm Idol nhé. Chị có thể chia sẻ về ca khúc mà chị thể hiện trong đêm diễn ngày hôm nay không? Hôm nay thì mình thể hiện hai ca khúc. Ca khúc đầu tiên là ca khúc Chỉ Có Những Mùa Nhớ, là một sáng tác mà cũng được rất là nhiều các khán giả Việt Nam yêu quý. Một ca khúc sáng tác của tác giả trẻ Đặng Trần Minh. Và ca khúc thứ hai thì có thể là chắc hẳn là rất là nhiều các khán giả rất là quen thuộc và có thể hát theo được, đó là ca khúc Lời Ru Cho Con, một bài hát mà Trâm dành tặng cho tất cả các những người mẹ. Và các bạn, vậy là đêm nhạc đã diễn ra trong tình cảm nồng ấm của người dân Tiền Hải và sự cống hiến không mệt mỏi của các nghệ sĩ. Số tiền gây quỹ thu được không lớn, nhưng phần nào giải quyết những khó khăn trước mắt cho người dân nơi đây. Bây giờ chúng tôi sẽ trở lại Hà Nội, kết thúc chuyến lưu diễn gây quỹ từ thiện.
Sau một ngày hào hứng với các hoạt động, chúng tôi đã được trải nghiệm các cung bậc cảm xúc khác nhau. Đây sẽ là một kỷ niệm đáng nhớ đối với Thanh Hiền và đoàn nghệ sĩ đã mang nghệ thuật đến với mảnh đất Tiền Hải. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần sau.